Hello, vâng chào cả nhà. Mình sẽ chờ một phút rồi anh bắt đầu nhé. Hello chị Linh. Mọi người nghe Vân rõ không? Nghe rõ bấm Vân số 1 giùm nhận nhé. Ok, xin chào. Vân sẽ coi coi có vô chưa nhé. Ok, nghe rõ. Cảm ơn chị Linh. Cái tablet của em sao nó không đi vô. Ok. Ok. Rồi, em sẽ bắt đầu. Mọi người đến từ đâu nè? Có thể cho em biết mọi người đến từ đâu không ha? Share cái này một cái. Ok. Tôi tập. Ok. Ok, Vân sẽ bắt đầu nhé. Vân chào cả nhà. Ai có câu hỏi gì thì mọi người cứ bấm cho Vân nhé. Mình sẽ bắt đầu hôm nay với cái đề tài là cách hóa giải bệnh hiểm nghèo. Ở đây có ai muốn biết là lý do tại sao mình bị bệnh và bằng cách nào để cho nếu mình bệnh thì mình được khỏe không? Và cái đề tài này hình như là bây giờ thì mình chưa muốn đâu, nhưng mà khi mà mình có chuyện rồi thì mình mới bắt đầu mình muốn nghe, đúng không? Bây giờ thì chưa. Trước khi Vân vào đề tài thì Vân xin tự giới thiệu sơ. Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Cho những ai chưa biết Vân thì Vân chỉ là một người bình thường, là một Phật tử tại gia bình thường thôi, giống y chang như các bạn thôi. Vân không phải là thầy, Vân không phải nói pháp nha. Vân chỉ trao đổi những cái gì mà trong tầm hiểu biết của Vân và những cái gì mà Vân đã từng trải qua nha. Vân đã từng trải qua, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đến cho một ai đó, hy vọng là có thể giúp được các bạn một phần nào nha. Đó là những cái mà Vân muốn. Và hôm nay thì Vân sẽ nói về một cái đề tài này có người request, Vân nói có người muốn mình chia sẻ. Đức Phật hay Đức Phật nói là con người của mình đó là sanh lão bệnh tử, đúng không? Mình không thể nào mà thoát khỏi bốn cái này. Và đa số trong chúng ta ai cũng vậy hết. Mình cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ có chuyện gì. Không biết có ai nghĩ vậy không? Có nghĩa là khi mình có chuyện mình mới ôm chân Phật. Bình thường thì mình cứ tắc quái, mình cứ làm cái gì làm, mình cứ
cái gì mình muốn làm mình làm, mình không còn biết tới hậu quả nó sẽ là như thế nào. À, tới khi mà bệnh hiểm nghèo nó tới, hoặc là nghiệp nó đổ ra, hoặc là cái chuyện gì đó nó đến với mình bắt đầu, thì mình mới chạy vô ôm chân Phật. Phật ơi cứu con, Phật ơi bây giờ con phải làm sao, cứu tôi với, cứu tôi với. Có rất là nhiều bạn nhắn tin cho Vân, chị Vân ơi em khổ quá, chị cứu em với, chị cứu em với, em phải làm sao đây. À, thật sự Vân đâu biết làm sao để cứu các bạn đâu, Phật xuống còn cứu không nổi nữa không chi mà Vân. Vân chỉ giống như các bạn thôi, là một người Phật tử tại gia bình thường thôi, đâu phải là cái gì khác đâu mà có thể cứu các bạn. Nhưng mà thật sự đó, để nói về cái đề tài của mình đó, là bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo là những bệnh như thế nào các bạn? Là những bệnh giống như ung thư nè, tai biến nè, cái gì đó mà gọi là rất là trầm trọng rồi đó, đúng không? Còn nhức đầu sổ mũi thì là bình thường thôi, đâu gọi là bệnh hiểm nghèo đâu, đúng không? Bệnh nào mà bác sĩ nói là nguy cơ đến tính mạng, hoặc là về chuẩn bị lo hậu sự đi, hay là như thế nào đó gọi là trầm trọng rồi đó, gọi là các bệnh hiểm nghèo đó, thì bằng cách nào để mình có thể hóa giải các bệnh hiểm nghèo? À, trước khi mà Vân đi sâu vào đề tài thì cho Vân hỏi là các bạn có tin là cái bệnh của mình là từ cái nghiệp mà ra không? Các bạn có tin, các bạn bấm giùm Vân số 2 nè. Ai tin bệnh của mình là từ cái nghiệp của mình mà ra? Bấm giùm Vân số 2 ha. Còn có bao nhiêu bạn tin nè? Có nhiều người đâu có tin đâu, đúng không? À, có nhiều người nói bệnh như vậy thì mình nói là nên phóng sanh, nên làm nhiều chuyện thiện. Ô, tôi đâu có làm gì ác đâu, đời này tôi đâu có hại ai đâu mà nói như vậy. Thật sự các bạn có tin không? Bệnh là do tự mình mà ra, bệnh hiểm nghèo là do nghiệp sát mà ra. Tình bấm vẫn sai. Có rất là nhiều bạn tin, có nghĩa là bạn cùng tần số với Vân thì mới nghe được được những lời nói của Vân. Còn nếu không, bạn nghe câu trước câu sau bạn bỏ chạy mất tiêu rồi. Ok. Tất cả các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là những bệnh ung thư, những bệnh mà khá là bất thường đó, đại khái là tự nhiên mà nổi, một cái mục gì to đùng ngay cái mặt, một gì to đùng ngay cái chân, to đùng ngay cái lưng. Các bạn có bao giờ thấy không? Vân thì có chứng kiến một vài lần những cái bệnh khủng khiếp rồi, và trên Facebook thì thấy hàng ngày hầu như những cái bệnh mà Vân không dám nhìn tới luôn đó các bạn. Nó khủng khiếp vừa gì luôn. Các bạn thử tưởng tượng cái người của mình đó, mà nổi một cái mục gì to đùng trên cái đùi hay là trên cái mặt, trên cái người của mình đó, làm sao mình chịu nổi đây? Chỉ có cái con muỗi mà nó chích mình cái mình còn khó chịu rồi, mình đứt tay một cái mình còn khó chịu, huống chi mà mình phải mang một cái gì đó nó hành hạ, làm mũ, làm vết thương lở loét cả bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm trời như vậy, làm sao mình chịu nổi? Hoặc là ung thư, rụng hết tóc, vô quá trị cao, đau đớn cực kỳ luôn, vật vã trên giường bệnh, kêu trời không thấu, kêu đất cũng không thấu. Hoặc là tai biến, nằm một chỗ nói không được, nhúc nhích cử động không được, hành con báo cháo, không làm gì được hết. Hoặc là những cái chứng bệnh nó khá là đau khổ. Thì tất cả những bệnh đó, bản thân mình bị bệnh thì mình là cái người tự gánh lấy cái bệnh của mình, không có ai mà có thể thay thế cái đau của mình được hết các bạn. Và khi mà cái nghiệp mà nó tới rồi đó, tại sao cái nghiệp đến với mình mà mình lại làm khổ cả gia đình của mình các bạn? Mình làm khổ cả gia đình mình luôn. Lý do tại sao Vân nói vậy? Khi mà Vân bệnh đó, ba mẹ Vân cũng lo, chồng Vân cũng lo, các con Vân cũng lo, lo cực kỳ lo luôn. Có thể là họ lo còn nhiều hơn mình nữa. Mình thì đau bệnh sát thân, ảnh hưởng tinh thần, có thể là ảnh hưởng tinh thần nữa. Nhưng mà họ lại lo, lo tiền nè, lo tiền bạc. Các bạn có biết mỗi lần mà Vân đi tái khám á, Vân không biết ở Việt Nam như thế nào, lần rồi, tuần rồi Vân đi tái khám là nó chụp hình scan này kia rồi lại đau đớn lắm, rất là đau. Nằm trong cái máy của nó giống như nằm trong một cái hòm vậy đó, nó ngợp mà nó khó chịu, mà nó trói mình lại cứng ngắc luôn, và nó bỏ thuốc vô người mình, tay chân của mình nó trói lại, và nó tiêm thuốc vô cái người mình cảm được những cái thuốc nó chạy rần hết người luôn, ghê gớm lắm, ghê lắm các bạn. Và chỉ có trong vòng nửa ngày ha,
Chờ thì nhiều, nhưng mà trong vòng nửa ngày ở bệnh viện, các bạn có biết cái bill bao nhiêu không? Gần 8.000 đô, gần 8.000 đô. Khủng khiếp chưa? Có nghĩa là bệnh thân rồi tiền nữa, rồi nói chung là mình bệnh một cái là cả nhà mình đều bệnh hết các bạn. Cho nên là cả nhà mình gọi là cộng nghiệp với nhau. Ok, cộng nghiệp với nhau. Các bạn có bao giờ thấy người người đồ tể, cha mẹ làm đồ tể, người cha đó sẽ gặp quả báo, và kể cả những người con trong gia đình đều ảnh hưởng cái quả báo của người cha hay không? Các bạn có bao giờ gặp những người như vậy hay không? Nếu có, các bạn bấm số 3 giùm vâng. Hoặc là các bạn có tin hay không? Các bạn có tin, các bạn bấm số 3. Cái người là cha mẹ mà làm đồ tể hoặc là làm những cái chuyện bất chánh đó, bất chánh, không có đúng với chánh pháp đó, thì người đó sẽ nhận lấy hậu quả, và các con của mình, con cháu của mình sau này cũng ảnh hưởng hậu quả của mình. Các bạn có tin, các bạn bấm vào phần số 3 nào. Lý do sao Vân nói như vậy? Rõ ràng các bạn, có nhiều lắm, có nhiều câu chuyện lắm mà các bạn có thể nghe và cũng đã từng nghe hoặc là đã thấy, đã chứng mắt thấy rồi, đúng không? Người ta nói là cha ăn mặn thì con khát nước. Cha ăn mặn con khát nước, rõ ràng là như vậy. Và lý do tại sao khi mà bệnh nó đến với mình đó, phải nói như thế nào, nếu như trong nhà mình có một người bệnh thì cảm thấy nguyên cả gia đình mình cảm thấy rất là bất an, đúng không? Nhưng mà Vân khuyên đó, cái gì nó tới, nó đã tới rồi, thì bây giờ bằng cách nào để mình có thể hóa giải nó? Thì hôm nay cái đề tài nói về hóa giải bệnh hiểm nghèo. Nếu như gia đình của mình có người bệnh, nếu như mình quá nghèo không thể trị được, tại vì có nhiều người bệnh mà thứ nhất là chưa chắc bác sĩ trị được, thứ nhì là quá nghèo, nghèo quá không có tiền để chữa trị. Các bạn có biết một ca mổ bao nhiêu tiền không? Một ca mổ không biết ở Việt Nam bao nhiêu nha, ở Mỹ ca mổ của Vân trên 100.000 đô. Trên 100.000 đô các bạn, nếu mình không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ở Mỹ thì còn nhân đạo là người ta làm trước rồi từ từ mình trả góp sau. Còn ở Việt Nam các bạn không có tiền thì đừng có hòng, đúng không? Đừng có hòng, không có tiền thì khỏi đi, không có tiền thì chỉ chờ chết thôi, đúng không? Và không biết có đúng hay không, nhưng mà Vân đi về bệnh viện ở Việt Nam thấy tội nghiệp lắm, rất là thảm thương luôn, rất là thương luôn á. Coi như là tiền có thì do cho vô trước, còn không tiền, không có tiền thì xin lỗi bạn nghe, từ từ đi tính tiếp. Cho nên rất là tội nghiệp. Người nghèo thì gặp cái cảnh mà đau nữa là thôi khỏi khỏi nói luôn. Thì cha mẹ lo, lo được gì nếu mà ngồi đó mà khóc than, ngồi đó mà oán trời trách đất, ngồi đó mà cứ đau buồn u u sầu buồn bã, được gì đây các bạn? Thì thay vì như thế thì đây là cái cách giải nè. Nhưng mà các bạn phải tin thì các bạn mới giải được các bạn nhé. Các bạn phải tin là con mình có bệnh á, lỡ như con mình đang bị bệnh á, là nó ảnh hưởng đến một phần là do cộng nghiệp của bản thân mình luôn đó các bạn. Nghiệp của nó, nhưng vẫn phải cộng nghiệp chung với nhau. Tất cả mọi người trong gia đình đều cộng nghiệp chung với nhau hết, mới bị khổ như như mới bị làm cảnh khổ trong một cái gia đình như vậy. Tại sao Vân nói cộng nghiệp? Thí dụ như bản thân Vân, Vân bị ung thư đi, thì chồng Vân cũng khổ, cha mẹ Vân cũng khổ, các con Vân cũng khổ, là điều cộng nghiệp chung trong gia đình hết các bạn. Đó là cái gọi là cộng nghiệp. Cũng vậy, nó ảnh hưởng một cái liên tục với nhau, ảnh hưởng với nhau hết. Thì bây giờ cái mà quá giải đó là thay vì cái chuyện đến với mình rồi mình không thể nào mình làm gì được hết, đúng không? Không thể nào làm gì mà ngăn cản cái chuyện mà đã qua hoặc là đang xảy ra, đâu thể nào làm gì được đâu. Thì bây giờ mình thay thế người đó, thay thế người bệnh đó. Nếu mà người bệnh đó có thể làm được thì rất là tốt nhé, rất là tốt. Còn nếu như mà người bệnh này quá là nặng rồi, gọi là bệnh hiểm nghèo rồi, quá là nặng rồi đó, không thể làm được đó,
thì mình là một người mẹ, mình là một người con, mình là một người cha, người mẹ, mình có quyền thay thế người đó để sám hối cho người đó. Con tên là Võ Thị Kim Vân, pháp danh Diệu Âm Châu Ngọc. Hôm nay con xin thay thế cho mẹ của con, tên là Nguyễn Kim Hoa, pháp danh Diệu Pháp, sám hối tất cả những tội lỗi đời này và nhiều đời nhiều kiếp mẹ con đã lỡ gieo trồng. Vì vô tình hay cố ý, mẹ con đã làm tổn thương rất nhiều chúng sanh. Hôm nay đã đến lúc trả quả, con xin thay thế mẹ con để sám hối tất cả những tội lỗi của mẹ con. Và mình là người con cùng chung một huyết thống, cùng chung một máu mủ, mình có quyền thay thế mẹ của mình, thay thế cha của mình, thay thế con của mình để mình sám hối các bạn. Thay vì mình ngồi đó mình khóc, mình ngồi đó mình than trời trách đất, mình ngồi đó mình càm ràm, mình ngồi đó mình buồn bã, mình mất năng lượng, mình làm cho cả gia đình suy sụp năng lượng luôn, thì bây giờ mình dùng cái sức lực đó để mình sám hối, sám hối và sám hối, tu tập niệm Phật, sám hối tha thiết, tha thiết. Thay vì bây giờ mình khóc tha thiết, mình buồn tha thiết, thì bây giờ mình dùng cái đó để mình thế sám hối tha thiết, tu tập tha thiết đi. Bên cạnh đó phóng sanh, phóng sanh, phóng sanh là giải được cái nghiệp sát các bạn nhé. Phóng sanh giải được cái nghiệp sát, làm tất cả các việc lành để hồi hướng công đức cho cái người bệnh đó. Ok. Và cái đặc biệt là cái tâm của mình phải cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra nó đã xảy ra rồi, mình không thể nào mình kêu nó đừng có xảy ra, mình không thể nào mình làm trái ngược lại được hết. Thì bây giờ chuyện gì xảy ra thì mình cần phải kêu bằng cái gì, cái tâm mình phải bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống. Tại vì mình rối thì cả nhà đều rối, dĩ nhiên là nhà nào sẽ cũng có tang sự, sẽ cũng có chuyện không vui xảy ra. Bệnh hoạn ta nó sanh lão bệnh tử mà, đúng không? Thì sẽ có bệnh và cũng sẽ có tử. Nhưng mà chuyện mà đã xảy ra thì mình sẽ làm thật tốt những gì mình cần làm. Và xin hãy là người con Phật các bạn, vâng xin các bạn đừng quá đau lòng vì tất cả những chuyện xảy ra đến với mình và người thân của mình. Lý do, nếu như các bạn quá là đau lòng, có nghĩa là các bạn đang vướng cái chữ ái. Thì khi mà các bạn vướng cái chữ ái quá nặng đi nữa thì làm sao các bạn giảng sanh được? Làm sao các bạn đi về cảnh giới cực lạc được? Đúng không? Ai mà không chết, ai cũng tới lúc lâm chung mà. Mà bây giờ các bạn không, các bạn nói các bạn là Phật tử, các bạn là người con Phật, các bạn đang tu hạnh của Phật, đang niệm Phật để được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà bây giờ các bạn đụng chuyện một cái là các bạn như cái bánh bao chiều, các bạn không tỉnh táo để các bạn giải quyết cái vấn đề, các bạn không có nhìn cái đó là sự thật, và các bạn không có biết biết cách giải, mà cũng không biết không 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 tin là mình có thể làm được. Thì làm sao các bạn có thể cứu được con mình? Làm sao các bạn có thể cứu được người thân mình? Giống như lúc mà Vân hay Vân bị ung thư đó, cả nhà đều lo, nhưng mà không biết tại sao Vân rất là tỉnh. Và Vân nói là Vân sẽ tu trước. Mới đầu thì Vân, khi Vân nghe đó là Vân Vân nói với bản thân mình, Vân Vân nửa mừng mà nửa buồn, cũng có buồn chứ, sao không buồn trời, mình là xương thịt mà buồn chứ. Buồn và mình nói chứ chứ mình buồn là tại vì con mình còn quá nhỏ và mình chưa có lo được cho tụi nó đến nơi đến chốn, buồn chút vậy đó. Nhưng khi mà buồn chút vậy, mình thực trực tỉnh ra là chỉnh sửa cái cách suy nghĩ của mình là nếu như mình đã hết duyên với cái thế giới này rồi thì xin hãy trả về cho thế giới này đi, xin hãy trả về. Nếu như mình đã hết duyên hết nợ rồi thì chuyện mình cần làm thì mình sẽ niệm Phật, mình sẽ làm thật tốt những chuyện hiện bây giờ mình cần làm để rồi mình sẽ được về với Phật. Chứ ở đâu mà lo buồn được cái gì đấy, đúng không? Cho nên khi mà Vân nghĩ như vậy, Vân không có lo, và Vân chợt chuyển cái đó suy nghĩ lại là Vân mừng nhiều hơn lo, là tại vì có nhiều người đưa tiễn mình đi nè. Lỡ như mình có chuyện, lỡ như mình ra đi, tại vì lúc mà Vân nghĩ tới là cái chữ ung thư đó, là Vân không bao giờ Vân nghĩ là Vân có ngày sống các bạn, không có, tại vì người ta nói ung thư là án tử hình rồi, đúng không? Không bao giờ nghĩ là mình có thể thoát khỏi cái bệnh hiểm nghèo là ung thư.
Thì lúc đó Vân mới nói là nếu như mà mình có chuyện gì thì mình rất là vui, là tại vì có rất là nhiều người đưa tiễn mình, và đặc biệt là mình hình dung được cái bức tranh đó luôn mới ghê chứ. Mình hình dung được cái bức tranh là mình nằm trong một cái chiếc hàng, trong một cái khung, một cái nhà hoàng rất là đẹp, và nằm trong một cái chiếc hàng và nhà hoàng rất là rộng rãi, và có ban hộ niệm, ai tới cũng niệm Phật cho mình hết, và ban hộ niệm làm việc xuyên suốt 3 ngày trời luôn, 3 ngày 3 đêm niệm Phật xuyên suốt cho mình để đưa tiễn mình đi luôn. Chúng vẫn còn hình dung được cái bức tranh đó nữa các bạn, ghê không? Cho nên là khi đó thì Vân 3 ngày vô phòng mổ, 4 ngày trước khi vô phòng mổ thì mẹ Vân có tổ chức một cái buổi niệm Phật, lại sám hối và niệm Phật để mọi người tu tập trước khi Vân vào phòng mổ. Thì cứ tụng niệm liên tục 3 ngày 3 đêm, liên tục cho Vân luôn, phóng sanh sám hối cho Vân, niệm Phật hồi hướng công đức. Và Vân nói họ một câu, tất cả cô chú cô dì chú bác đó, những người trong chùa, những người trong ban hộ niệm mà tới hộ niệm cho con đó, là làm ơn đừng bao giờ cầu nguyện con sống lại, đừng bao giờ cầu nguyện con khỏe lại nhé, và xin hãy cầu nguyện cho con được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, và hồi hướng cho con được về với Phật. Đó là cái mà con muốn, và nếu như các cô chú làm không được điều đó thì con xin không có nên tới đây. Đó, Vân nói, Vân ra luôn điều kiện đó luôn các bạn. Trước khi mà Vân vào phòng mẫu, Vân chỉ có một lời nguyện duy nhất là nếu con còn lợi lạc cho chúng sanh, hãy giữ con ở lại. Còn nếu không, thì hãy đưa con đi đi, con không có sợ chết. Đơn giản vậy thôi. Và cũng vậy các bạn, khi mà tới mẹ Vân bệnh, thì Vân làm lại, Vân thay mẹ Vân sám hối. Vân sám hối giống như lời Vân vừa chia sẻ là 3 ngày liên tục trước khi mẹ vào ca mổ. Vân sám hối cho mẹ, Vân niệm Phật trì chú liên tục trong vòng 3 ngày, phóng sanh sám hối, lại Phật trì chú liên tục, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và một cái sự mầu nhiệm bất ngờ các bạn, bất ngờ và thật sự bất ngờ, chuyện gì xảy ra? Một bà cụ 70 mấy tuổi, ok, 76 tuổi, 70 mấy tuổi, gần gần 80 tuổi, mà tưởng tượng nha, mổ ca mổ 10 tiếng đồng hồ, 22 con ốc ở trong người, 7 giờ đẩy ra, 11 giờ tỉnh dậy, 7 giờ tối đẩy ra, 11 giờ khuya tỉnh dậy, 7 giờ sáng ngồi dậy, mang giới tự đánh răng. Qua ngày hôm sau tập đi bộ, và 3 ngày bác sĩ đưa nạng để đi tập đi, quăng cái nạng quăng bên luôn, tự đi luôn mới ghê chứ. Có nghĩa là một cái sự mầu nhiệm bất ngờ các bạn, mình phải tin tuyệt đối và tuyệt đối điều đó. Cái việc mình cần làm thì mình cần làm, lỡ như hoặc là chuyện xảy ra đến với gia đình của mình là có người trong gia đình mình bị những cái bệnh hiểm nghèo, thì mình cần phải bình tĩnh trong những cái tình huống đó để mình có thể giải quyết được cái vấn đề, mình biết được cái chìa khóa giải rồi. Thì bây giờ mình phải làm thật tốt cái chìa khóa này, mình phải làm thật tốt cái giải pháp này cho người thân của mình, nếu mình thật sự thương người thân của mình các bạn. Chứ không phải mà ngồi đó mà khóc, ngồi đó mà buồn bã, ngồi đó mà u sầu, ngồi đó mà kêu trời kêu đất, cầu nguyện Phật ơi cứu con của con. Thật sự ra các bạn ơi, ông Phật mà có xuống đi nữa ông cũng không cứu nổi, Phật không có cứu nổi các bạn. Mình là Phật tử, mình cần phải sáng suốt trong những gì mình làm. Đức Phật không phải là đấng thần linh, Đức Phật Bồ Tát Quan Âm không phải là đấng thần linh mà để mà các bạn muốn gì là cũng được đó. Tất cả cái gì đến với mình đều là do nghiệp lực mà ra, các bạn có tin không? Nghiệp lực mà ra hết, đó là cái quả mình phải nhận lấy đây nè. Bao nhiêu năm mình sát sanh rồi, không phải đời này không đâu, bao nhiêu năm mình đã sát sanh trong tiền kiếp rồi, đừng có nói chi tiền kiếp nhiều đời nhiều kiếp về trước, kiếp này thôi nè các bạn ơi, chỉ có kiếp này thôi là các bạn sát sanh biết bao nhiêu mà nói rồi, các bạn ăn mạng chúng sanh biết bao nhiêu mà nói rồi, nghĩa địa này đã chôn không biết bao nhiêu chúng sanh vô đây rồi. Thì bây giờ chúng sanh nó quá là nặng rồi, nó nhiều quá, từng tế bào một mình đều nuôi bằng mạng chúng sanh không, đúng không? Từng mạng chúng sanh trong từng tế bào của mình, và những cái mạng chúng sanh trong người mình, một ngày đẹp trời nào đó nó quậy mình,
nó trả thù, nó báo oán là cái chuyện rất là bình thường, nó không phải là cái chuyện gì lạ hết, rất là bình thường luôn. Cho nên là nếu như mà lỡ như đã đến với mình rồi thì mình cần phải bình tĩnh để mình làm. Nhưng mà cái mà Vân khuyên ở các bạn đó, không phải mà đợi mà lỡ như hoặc là chuyện xảy ra với mình, các bạn trong lúc mình còn khỏe đây nè, trong lúc mình còn tỉnh táo đây nè, mình cố gắng mình tu tập đi, mình cố gắng mình làm nhiều chuyện thiện đi, cố gắng phóng sanh, cố gắng từ thiện, cố gắng làm tất cả những việc lành để mà hồi hướng cho nó đi. Cái thân xác này là thân xác rất là nghiệp, rất là tạo nghiệp đây nè, tạo không biết là bao nhiêu nghiệp để nuôi được cái thân xác này cho tới ngày hôm nay mấy chục năm rồi các bạn. Lúc mình còn trong bụng mẹ đó, cha mẹ mình đó, mẹ mình cũng ăn những cái thịt chúng sanh để nuôi cái bào thai đó. Và khi mình ra khỏi bào thai của mẹ mình rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mẹ mình cũng vẫn mớm thịt cho mình ăn, và cho tới khi ngày hôm nay cũng mấy chục năm rồi, mình ăn mạng biết bao nhiêu chúng sanh rồi, mà bây giờ chúng sanh tới đòi mạng thì mình kêu trời kêu đất không phục là sao? Rõ ràng đúng không? Cho nên cái mà mình cần phải biết là nó sẽ tới một ngày đẹp trời, nó sẽ tới, nó gõ cửa nhà mình và mình trở tay không kịp. Vì sao? Vì lúc đó mình kêu mình vì trước đó mình không biết tu tập, mình không biết sám hối, mình không biết làm những cái chuyện lành, mình không biết phóng sanh. Và bây giờ các bạn, những bạn mà nghe được những lời chia sẻ của Vân, Vân tin chắc là các bạn đang rất là có thiện duyên rồi, các bạn quá là đủ thiện duyên rồi, cho nên các bạn mới nghe lọt những cái lời Vân chia sẻ. Còn nếu không các bạn chạy ra khỏi nãy giờ rồi, đúng không? Quá là đủ thiện duyên rồi. Và Vân tin chắc là các bạn chưa có đến lúc mà giống như là cận tử nghiệp, gọi là cái lúc mà cận tử nghiệp đó, nằm trên giường bệnh mà kêu trời không thấu, kêu đất không xong đó, kêu Phật ơi cứu con, lúc đó là không có ai có thể cứu mình được hết á. Mình chưa có phải là lúc đó, thì bây giờ mình cần phải tu tập, cần phải làm bất cứ cái chuyện gì mình có thể làm thật tốt hiện bây giờ các bạn. Cái cách hóa giải bệnh hiểm nghèo mà Vân đang chia sẻ các bạn đây, mình có thể phòng chống bệnh hiểm nghèo bằng cách làm, mình có thể làm tự mình làm thì nó tốt hơn là người khác làm cho mình. Vì người khác làm cho mình sẽ hưởng được một phần công đức thôi, còn chính bản thân mình có thể tự tay mình làm được thì mình sẽ hưởng được trọn vẹn 7 phần công đức các bạn nhá. Thí dụ như Vân làm liên tục phóng sanh nè, làm nhiều chuyện lành nè, rồi làm tu tập nè, sám hối thế mẹ sám hối lúc mà mẹ bệnh, thì mẹ Vân chỉ hưởng có một phần công đức thôi. Bản thân Vân là cái người hưởng trọn nè, hưởng 6 phần công đức, mình sẽ có tổng cộng 7 phần công đức. Nhưng Vân là càng nhiều thì mẹ hưởng càng nhiều. Và nếu như Vân lập một cái buổi tu tập đó thì nhiều người chừng nào tốt chừng nấy, mỗi một người như vậy mẹ Vân hưởng một phần một phần một phần, thì bao nhiêu người đó mẹ Vân đều hưởng được một phần của họ thì cũng nhiều các bạn, cũng phải ít đâu. Cho nên là nếu như đã lỡ bị bệnh rồi, trong gia đình mình đã lỡ bị bệnh hoặc là bản thân của mình đã lỡ bị bệnh rồi, thì xin hãy cố gắng sám hối. Sám hối các bạn, pháp sám hối là cái pháp cực kỳ màu nhiệm cực kỳ luôn các bạn ơi. Các bạn làm chưa đủ để cho con cháu mình hoặc là bản thân mình có thể giải được cái nghiệp sát này, giải được cái nghiệp bệnh hiểm nghèo này, cho nên lại sám hối, tu tập niệm Phật, làm nhiều công đức, phóng sanh, bố thí, làm từ thiện. Nếu như mình không có tịnh tài thì mình nên vào chùa quét lá đa hay là cắt lặt rau lặt cỏ gì đó, đại khái là mình cần phải làm các bạn, mình cần phải làm. Đừng có nghĩ là mình còn khỏe, mình không bệnh các bạn nhé. Đó là những lời mà Vân tha thiết mong cầu quý vị. Mình cần phải tỉnh táo trong những cái mình đang làm nè ha. Gì nữa ta? Có ai có câu hỏi gì cho Vân, các bạn có thể nhắn cho Vân nhé. Nếu có ai có câu hỏi gì cho Vân. Không còn mấy giờ rồi. Ok. Có ai có câu hỏi gì cho Vân có thể nhắn xuống ha. Và một cái nữa, để mà hóa giải cái bệnh hiểm nghèo là Vân cần các bạn phải có niềm tin tuyệt đối, tin tuyệt đối nha. Trong tâm các bạn có Phật thì Phật mới đến với các bạn.
trong tâm mình có Phật, có Bồ Tát thì mình mới gần gũi Phật Bồ Tát được. Trong tâm mình có họ, có Bồ Tát, có Phật mỗi ngày các bạn nhé. Mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình mỗi ngày mình tu tập thì mình mới gần được với Phật, và mình làm tất cả các việc lành thì mình mới được hộ pháp gia hộ, đúng không? Mình tu tập mình sẽ được hộ pháp gia hộ, hoặc là mình làm tất cả những chuyện lành thì mình mới giải được cái nghiệp đó, và mình hồi hướng công đức cho quán gia trái chủ của mình. Và vẫn tha thiết kêu gọi quý vị cố gắng ăn chay các bạn ơi, cố gắng ăn chay đi, để sau này mình giảm đi cái nghiệp sát thì mình sẽ giảm đi cái nghiệp bệnh của mình. À, câu hỏi là mình không có thời gian lại Phật, trong tâm mình đọc bài kệ sám hối có được không chị? À, tùy duyên em nhé. Nhưng mà nếu mà lại Phật thì rất là tốt hơn. Vân nhớ lúc mà Vân tới đường cùng rồi đó, tới đường cùng coi như là không còn đường binh nữa, coi như là quá là khổ rồi. À, lúc đó thì chưa có bệnh nhưng mà nhà cửa đồ mất hết. À, những cái gì mà gọi là của cải này kia đó là không cánh mà nó bay hết, thì khổ lắm, rất là khổ luôn. Thì làm sao? À, thì lúc đó thì vô ôm chân Phật, nói Phật ơi cứu con với, Phật ơi cứu con, giờ con quá khổ rồi, tại sao Phật cho con đã, giờ Phật lấy lại. À, vô mình vậy đó. Thì bây giờ cứ tại sao và tại sao, thì lúc đó Vân mới ngộ ra một cái là mình đã hết phước rồi, và mình bây giờ mình cần phải tạo phước. Và mình vì mình quá khổ, mình không thể chấp nhận cái khổ này, và mình không không cam tâm là mình tiếp tục mình khổ như vậy nữa. Cho nên bản thân của Vân, Vân lại Phật các bạn, Vân nghe lại Phật sẽ rất là an lạc. Vân nghe một vị thầy nào đó nói quên mất rồi, nhưng mà nói là con ơi con cố gắng sám hối và lại Phật đi, vì Vân biết là cái nghiệp sát Vân khủng khiếp lắm các bạn ơi. Vân có tàu đánh cá nè, tàu đánh cá để chơi chứ không phải là tàu đánh cá để làm ra tiền. À, cuối tuần là đi câu câu cá đồ rất là nhiều, à, cho người này người kia ăn, năn nỉ cho người ta ăn. Mình tạo nghiệp hết nha, mình gánh hết, mình năn nỉ cho người ta nhưng mà mình vẫn gánh hết nghiệp. Thì bản thân của Vân, Vân biết mình là nghiệp rất là nhiều cho nên Vân sám hối, Vân lại, và khi Vân lại Vân cảm thấy rất là an lạc. Và khi Vân lại tha thiết như vậy là Vân Vân nhớ là Vân buông hết tất cả mọi thứ, Vân lại. Và mình lại, mình cứ lại và mình cứ không biết thời gian luôn. Và khi mình lại như vậy mình cảm được là Phật và Bồ Tát luôn ở gần mình, luôn gia hộ cho mình cho tất cả những cái gì đó mà mình đang 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 gặp khó khăn, thì Phật và Bồ Tát luôn cùng cùng đồng hành với mình. Vì sao? Vì tâm mình bắt đầu cảm với tâm Phật nhờ cái sự sám hối tha thiết của mình, mà chư Phật mình cảm với chư Phật. À, cũng vậy các bạn, mình không thể nào mà nói là giống như Vân hay nói đó, các bạn làm tổn thương một ai đó, các bạn phải dùng tâm thành, tâm tha thiết để các bạn sám hối, để xin lỗi người ta, đúng không? Chứ các bạn không thể nào mà đến với người ta các bạn nói xin lỗi nha, lâu lâu cái mình nói một câu xin lỗi nha, ai mà có thể sám xin tha lỗi cho mình đây. Thay vì như vậy thì bây giờ Vân sẽ nói dạ em vì vô tình cho nên em làm tổn thương chị, xin chị tha thứ cho em, từ đây về sau em sẽ không có làm nữa, em biết cái lỗi em rồi, thì em có thể làm gì để bù đắp cái lỗi của em, chị có thể giúp cho em hay không, xin chị hãy dẫn đường chỉ lối cho em để em có để chị hoan hỷ tha thứ cho em có thể làm gì được. Có nghĩa là mình dùng cái tâm thành, một cái tâm tha thiết, một cái tâm quỳ lại cái người đó thì người đó hoặc mai có thể tha lỗi cho mình. Còn bây giờ mà các bạn cứ xin lỗi nha, xin lỗi nha, chổng chổng như vậy thì ai mà có thể tha lỗi cho mình các bạn nha. Cho nên là cái đó là cái mà Vân Vân làm và rất là có kết quả. Ok, let's see. Vân bị bệnh lâu chưa? Bây giờ đã hết chưa? Chị này chứng tỏ không theo dõi những chương trình của Vân. Vân đã bị ung thư 5 năm rồi. Và cái tuần rồi là tuần cuối cùng trong lần check up 5 năm. Có nghĩa là lúc mà phát hiện ra bệnh
Vân cũng nhờ, Vân cũng khá là may mắn là Vân nhờ cái dòng dược thảo mà trong công ty của Vân đang làm đó, là nó khống chế được tế bào ung thư của Vân các bạn. Nó khống chế được tế bào ung thư để rồi khi mà phát hiện thì bác sĩ chỉ vô cắt cái phần bệnh ra thôi. Nhưng mà bác sĩ nói, bác sĩ nghi là cái dòng dược thảo đó nó đã hỗ trợ cái bệnh của Vân. Và bác sĩ cho một cái test, một cái thí nghiệm nữa đó, là trong vòng 3 tháng không cho Vân một viên thuốc tây nào hết, không cho một cái gì gọi là tây y hết. Đại khái là sau khi mổ ra là không một viên thuốc tây, không một cái gì gọi là trị liệu hết. Thì bác sĩ nói tiếp tục dùng những cái dòng dược thảo mà Vân đang dùng, coi có phải nó đã giúp Vân hay không. Thì sau 3 tháng Vân trở lại tái khám, sau 3 tháng khi mổ, sau khi mổ đó thì không còn tế bào ung thư trong người nữa, hoàn toàn hồi phục, clear hết, ung thư không còn nữa. Nhưng vì mình đã từng bị ung thư, đã có tiền án ung thư, cho nên là bác sĩ bắt buộc phải mỗi trong năm đầu đó là mỗi 3 tháng phải gặp bác sĩ, mỗi 3 tháng phải tái khám, mỗi 3 tháng phải tái khám. Mỗi lần tái khám như vậy á, mỗi lần tái khám như vậy là nó đau đớn cực kỳ lắm các bạn. Nó chích, nó mổ, nó chích, nó bỏ thuốc vô, nó can, nó scan, nó làm đủ trò hết. Và giống như Vân vừa nói đó, một cái bill như vậy là cả gần 8.000 đô Vân vừa đi xong trong tuần qua đó. Thì liên tục 3 tháng trong vòng 1 năm đầu và trong vòng 1,5 năm đầu, và sau đó là 6 tháng, và sau đó là năm thứ tư là 1 năm, và năm thứ năm là 1 năm. Thì sau 5 năm nếu mà an toàn hết thì bác sĩ nói là không cần phải trở lại thăm bác sĩ nữa. Thì cũng rất là cảm ơn cái dòng dược thảo mà Vân đến, Vân đang dùng và hỗ trợ Vân đúng kịp lúc cơ thể mình cần. Thì để đến bây giờ cũng nhờ phần tâm linh hỗ trợ, mình cũng sám hối, làm nhiều chuyện lành, đủ duyên, cái duyên nó phối hợp với nhau thì Vân rất là an toàn các bạn. Đó là lý do mà Vân còn ngồi đây để nói chuyện với các bạn, còn nếu không Vân không có đủ phước để ngồi đây đâu. Và Vân đã hoàn toàn hồi phục rồi các bạn nhé. Ok, có ai có câu hỏi gì thì các bạn có thể nhắn tin cho Vân nhé. Và dĩ nhiên là nó phối hợp với nhiều cái, giống như bản thân của Vân là khi mà Vân dùng cái dòng dược thảo, Vân thấy rất là có kết quả cho mình, nó giúp mình khỏe, hồi phục cực kỳ nhanh. Giống như mẹ Vân cũng vậy, mẹ Vân cũng dùng cũng bao nhiêu năm, mấy năm nay rồi, cho nên mẹ cũng hồi phục cực kỳ nhanh. Thay vì bác sĩ nói là ít nhất 6 tháng mẹ mới đi lại được, nhưng mà chỉ có trong vòng 1 tháng là mẹ đã trở lại chùa, là sinh hoạt lại bình thường lại được rồi. Ai cũng bất ngờ hết, vì nó lành, nó hỗ trợ lành rất là nhanh, và cũng cộng với phần tâm linh nữa. Cho nên là khi đó thì Vân chỉ có muốn phát tâm thích đi giúp người thôi, nhưng mà không ngờ là càng giúp nhiều người thì càng vô kinh doanh, là nó không hay luôn. Cho nên đó là lý do mà Vân Vân giúp người cũng khá là nhiều nhờ cái dòng dược thảo bên bên Vân đang sử dụng, Vân và cả gia đình sử dụng. Nhưng mà cái mà Vân rất là muốn ở các bạn là các bạn phải coi nặng về phần tâm linh, vì cái gì cũng có nhân có quả hết. Tất cả những cái gì đến với mình đều là nhân quả hết. Mình là người con Phật, mình phải hiểu rất rõ đạo Phật là đạo nhân quả, đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là cái đạo mà tự mình cứu mình, chứ không phải là đấng thần linh hay là ai đó mình tốt quá thì có người cứu mình. Các bạn không có đâu, Phật chỉ có đưa đuốc cho mình đi thôi. Đức Phật đưa ngọn đuốc cho các bạn, và các bạn là người tự cầm ngọn đuốc soi sáng đường để mình tự đi, chứ không phải là Phật mình cầu cái gì có cái đó. Các bạn thật sự là các bạn mà có cảm rồi đó, các bạn mà cảm với chư Phật rồi đó, mà các bạn làm điều tốt, các bạn hướng thiện rồi đó, thì các bạn sẽ có hộ pháp. Ok, nó ghi về cái phần tâm linh nó rất là khó nói. Mình sẽ có hộ pháp theo nè, và mình sẽ có những cái tâm, những cái dòng linh âm, những người âm họ sẽ theo mình. Theo mình thứ nhất là gì, là tại vì thấy mình có tu tập, họ theo, họ hỗ trợ mình, hoặc là cùng cộng tu với mình. Ở trên đó họ xuống, họ cũng cùng cộng tu với mình, và họ thấy mình là người tốt thì họ sẽ bảo vệ mình, không có cho những cái gì mà không may đến với mình các bạn. Và bên cạnh đó là nói chung là quán gia trái chủ của các bạn mà quá nhiều á, họ cũng theo các bạn như bóng với hình, để
thời cơ sơ hở họ sẽ có cách để họ sẽ trả thù các bạn. Đó là cái chuyện rất là dĩ nhiên nha. Cho nên là mình cần rất là cẩn thận trong những cái gì mình làm các bạn. Và một lời khuyên là nên dừng nghiệp tại đây đi. Đừng có tạo nghiệp nữa các bạn ơi. Đừng có tạo nghiệp nữa. À, vì khi mà nó đến rồi đó, cái quả mà nó trổ rồi đó, là không có ai có thể cứu mình nổi hết. Khổ lắm, rất là khổ các bạn. À, con mình chưa chắc, nếu mình không có phước, con mình chưa chắc gì nó lo cho mình đâu nhá. Các bạn có bao giờ thấy mà cái cảnh gia đình mà cha mẹ đang lúc cận tử nghiệp chưa chết mà con nó dành gia tài với nhau không? Nó dành gia tài nhau, nó chia hơn thua gì đó mà nó dành gia tài nhau mà chưa chết mà còn học máu chết luôn, hoặc là chết rồi nhá, bỏ vô hồn rồi nhá, mà nó gây gổ qua cái hồn, nó tức tưởi, nó tức hồn ra, hoặc là nó chảy nước từ trong hồn ra, hoặc là nó có những cái hiện tượng rất là kỳ cục, rất là quái dị lắm kìa các bạn. Nhưng mà đó là cái thật đó, có thật đó, thì mình đâu có muốn là một ngày nào đó mình nằm trong cái hồn đó và các con mình nó bất hiếu như vậy đâu, đúng không? Và nếu mình không muốn chuyện đó xảy ra đến với mình thì bây giờ mình cần phải tu tập, mình cần phải làm nhiều chuyện lành, mình cần phải làm nhiều chuyện thiện để bản thân của mình phải là cái người cứu mình. Chứ đừng có để mà đợi các con mình hay là đợi ban hộ niệm, để đợi những người xung quanh cứu mình các bạn. Mình phải là cái người tự cứu mình nhá. Cố gắng đi. Mình là cái người cột thì mình sẽ là cái người gỡ. Đừng đợi, đừng mong những người khác xung quanh mình các bạn nhé. Nếu có thì càng tốt, còn nếu không có, mình phải là cái người tự cứu mình trước. À, để coi có ai có câu hỏi gì cho Vân không. Ok, bữa nay mọi người tốt quá, không ai có câu hỏi cho Vân hết, có nghĩa là mọi người tu rất là giỏi ha. À, rất là giỏi, cố gắng khuyến tấn nhau tu tập các bạn ơi. Nhiều lúc một mình cũng giải đãi chứ, giải đãi rất là lười à, cho nên là khuyến tấn nhau tu, người này hú người kia hú người nọ. Ta nói tu tu hú thì mới tu, phải hú với nhau thì mới tốt được, đúng không? Ok các bạn, đó là những lời chia sẻ của Vân ngày hôm nay đến với các bạn, là về cái đề tài cách hóa giải bệnh hiểm nghèo. Và yes, mình sẽ có cách để hóa giải nếu các bạn thật sự muốn hóa giải. Và đừng nên đau buồn quá khi những cái chuyện đến với mình, và phải tỉnh táo để áp dụng cái cách hóa giải này để cứu mình và cứu cái người bệnh, hoặc là cứu những cái chuyện gì đó nó không may đến với mình có thể làm các bạn. Nhưng vẫn khuyên là đừng nên đợi tới khi nó trổ quả rồi thì mới lật đật làm. Hãy làm từ lúc bây giờ khi nó chưa trổ quả các bạn. Các bạn mà làm từ lúc bây giờ thì giống như là cục đá mà đè lên cỏ vậy đó, không cho cỏ nó mọc thêm nữa. Ok, nó sẽ đè nặng trên cỏ thì vĩnh viễn cỏ nó sẽ không mọc nữa, vì cục đá nó nặng. Có nghĩa là công phu của mình nó quá giỏi, nó quá thuần thục, nó quá tốt rồi đó, thì nghiệp nó sẽ không có trổ ra các bạn. À, quán gia gia chủ mình nó sẽ tha thứ cho mình. Nhưng nếu mình giải đãi thì cái cục đá đó nó từ từ nó biến mất, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ tới, nó đòi mạng mình. À, trước đây nếu mà Vân không tu thì Vân sẽ rất là khổ các bạn. Nếu mà các bạn nào đã theo dõi những cái chương trình của Vân, những cái mà Vân chia sẻ từ cái thời còn nhỏ, Phật pháp cứu đời tôi, đặc biệt là cái video Phật pháp cứu đời tôi, là các bạn thấy Vân là cái người rất là khổ, khổ lắm 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 luôn. Và cuộc đời của mình là hầu như nước mắt chan cơm. Và nếu như mà mình không có tu thì mình sẽ khủng khiếp khổ luôn các bạn ơi. Nội chỉ có một cái bệnh ung thư thôi là nó cũng đã lấy được cái mạng mình rồi, chứ đừng nói huống chi mà khổ gì thân xác, khổ gì cái tâm trí của mình nữa. Nhiều cái khổ nó đến với mình một lúc lắm, khủng khiếp lắm. Cho nên là không có ai có thể cứu mình được bằng chính bản thân của mình cứu mình các bạn nhé. Cho nên vẫn chúc các bạn tu tập tinh tấn, mỗi ngày càng phải tinh tấn hơn nữa để tự cứu mình từ bóng tối đi ra ánh sáng, từ cái đau khổ đi ra an lạc. Muốn được cái đó thì bản thân của mình phải là cái người hành, phải là hành giả để làm cái chuyện đó các bạn nhé. Không có ai có thể làm cho mình được nha các bạn. Và
À, đó là những lời chia sẻ vào ngày hôm nay, thì chị xin mời các bạn hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Thật đại chứng minh. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video kỳ sau nhé. Chúc cả nhà luôn luôn an lạc, tinh tấn tu tập, một đời này thành tựu đạo quả. Bye bye.